Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 59 của bộ truyện Ta sở hữu hệ thống bung tiền báo gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Tranh tranh nhảy từ trong phòng ra thẳng bên ngoài vào bụi cây. Cứ thế mà té từ trên cao xuống đất hét lên đau đớn. Ôi, trời ơi, té cao vậy mà không té chít thì đúng là chuyện. Hi hi ở trên nhìn xuống thấy tranh tranh té đau như vậy thì vui vẻ. Ha ha ha, tranh tranh từ từ ngồi dậy mà đau đớn. Trên người đầy vết thương, ối, đau quá lâm tân ở trong phòng nghe tiếng ồn thì tỉnh dậy có chuyện gì vậy hi hi quay đầu cười đắc ý nói với lâm tân không có gì đâu cuối cùng thì mũi cũng đã được đuổi đi giờ thì tiếp tục ngủ thôi nào cơ mà anh phải ôm em thật chặt đấy nhé Chanh chanh ở dưới chạy nhanh đi vừa chạy vừa khóc đến đáng thương họ đang rất vui vẻ còn mình thì chẳng khác nào một con chó đi lạc cả mình có gì không bằng cái con khốn la nhã hi đó chứ đang chạy với tâm trạng uất ức thì đột nhiên cô dừng lại lấy trong túi ra một tấm vải nào đó Ơ mà khoan, đây là quần chip của Lâm Tân cơ mà. Biết là quần chip của Lâm Tân, tranh tranh nhanh chóng cầm lên ngửi một cách biến thái. Ái trà, đúng là mùi hương của Lâm Tân đây rồi. Ôi chúa ơi, mình thật sự không thể nào chấm dứt với anh ấy được cả. Nghĩ rồi tranh tranh vui vẻ chạy về, mình chắc chắn sẽ làm được. Phải cố gắng hết sức để cứu anh ấy thoát khỏi con hồ ly la nhã hi đó. Độ hảo cảm cộng thêm 0,5%, độ hảo cảm hiện tại của Lưu Nhất Tranh là 99,5%. Thấy thông báo, Lâm Tân mơ màng tỉnh dậy, nước dãi còn chảy tèm lem, gì nữa đây, chuyện gì đã xảy ra, tại sao độ hảo cảm lại tăng lên rồi? 0,5% ư? Cái hệ thống này vậy mà vẫn có dấu thập phân luôn à? Lúc này Lâm Tân mới nhận ra, ơ mà khoan đã, cái quần chip của mình đâu rồi? Một tuần sau, tại đại hội thể thao trường đại học Yên Giang, hội trưởng hội học sinh bước lên bục phát biểu, tôi rất vinh dự khi được ở đây phát biểu thay cho hội học sinh. Hôm nay chúng ta cùng tập trung lại tại đây để tổ chức một cuộc thi thể thao quy mô lớn. Sau đây là phần nhảy cỗ vũ của chúng tôi để thể hiện tinh thần đoàn kết, chăm chỉ và nhiệt huyết. Tôi cũng hy vọng rằng mọi người có thể thông qua đại hội thể thao lần này, có thể học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Hãy cùng cháy hết mình vì sự thành công của đại hội thể thao lần này thôi nào. Bây giờ hãy cùng thưởng thức các chương trình mở màn của từng khoa, vừa dứt lời một cô gái khoa lịch sử cầm bảng của khoa mình và mọi người trong khoa diễu hành. Thấy cô gái đó xinh đẹp, đám nam sinh không nhịn được muốn xin info của cô gái. Cô gái đại diện cho bộ môn lịch sử thật xinh đẹp. Các bạn có ai biết tên cô ta không? Tôi không biết, nhưng có vẻ ngoại hình vẫn còn kém một chút, không thể nào bằng Lưu Nhất Tranh và La Nhã Hi của khoa văn học được. À món ngon bắt đầu rồi kìa, vừa dứt lời hi hi cùng Tranh Tranh xuất hiện cùng nhau, cầm bảng đại diện cho khoa văn học, đám nam sinh gào thét, ái chà. Đúng là những quả cam thật mọng nước, tôi cũng đã nghĩ xong luôn rồi, về tên đứa con của tôi và La Nhã Hi, tỉnh ngủ đi anh bạn, đừng nằm mơ giữa ban ngày như thế chứ. Đột nhiên đám nữ sinh bên này cũng không nhịn được mà gào thét tên Lâm Tân, Lâm Tân tiền bối. Lâm Tân quay đầu nở nụ cười thương hiệu vẫy tay với đám nữ sinh theo đuôi mình, đám nữ sinh cứ liên tục như fan hâm mộ, hãy nhìn vào em này. Bên này ba tên đầu vàng da đen thấy được điều đó liền trở nên ganh ghét với anh, không phải tháng trước Lâm Tân vừa cứu một cô gái sao. Sao đến bây giờ hắn ta vẫn nổi tiếng như vậy chứ, ai mà biết được, tên cầm đầu lên tiếng, điều đó cũng không quan trọng lắm, chỉ là một vài cô gái thôi mà. Ba tên đó đại diện cho khoa giáo dục thể chất bước ra, nữ sinh gào thét tên hắn, "A, à, kia là Bành Hàn, đẹp trai quá đi, chồng ơi, Bành Hàn tự tin, đến cuối cùng thì hôm nay chúng ta vẫn là nhân vật chính mà." Mấy cô gái quá ồn ào khiến anh đau đầu nhức óc mà phải bịt tai lại, đó là nhóm E6 sao, đúng là sức công phá kinh người thật, hai người bạn của anh thắc mắc, "Cơ mà đó là ai nữa? Có vẻ như còn hot hơn cả Anh Lâm, nổi tiếng dữ vậy sao? Đó hình như là một ngôi sao mới của bộ môn giáo dục thể chất với cái tên Bành Hàn." Tôi nghe nói ở trong tình trạng sức khỏe tốt, hắn ta có thể chạy 100m chỉ trong vòng 10,25 giây đấy, hiện tại nhà trường đang xem anh ấy là một nhân tài và được bồi dưỡng như một vận động viên chuyên nghiệp luôn ấy. Nghe vậy anh quay đầu thắc mắc, sao mà cậu có được những thông tin này vậy? Bạn anh trả lời, vì tôi sắp phải chạy cự ly 100m này và tôi thì đang lo lắng không biết bị anh ta bỏ xa đến bao nhiêu giây nữa đây, tôi thậm chí còn đang muốn bỏ cuộc luôn là đằng khác. Anh vỗ vai an ủi bạn mình, tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? chỉ cần cậu cố gắng chạy hết sức là được, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, đừng bi quan như thế nữa." Bạn anh bất lực nhưng vẫn đồng ý. "Ừm." Mọi người bắt đầu khởi động chuẩn bị cho cuộc thi chạy. Người cầm camera chạy đi quay lại cuộc chạy đang gọi điện thoại với ai đấy. "Không lý nào, làm sao tôi lại có thể không quan tâm đến cậu được chứ? Không phải, tôi không nói cậu vô lý mà, được rồi, được rồi, là tôi đã sai, xin lỗi được chưa?" Đột nhiên cuộc nói chuyện của anh quay phim trở nên gắt gao. "Cậu bị sao vậy?" đâu phải tất cả lỗi đều do tôi đâu tôi đã mất kiên nhẫn rồi đấy nhé tôi đang làm việc cái gì cơ cậu đã đến tận cửa trường học rồi cơ à làm ơn giữ nó giúp tôi được rồi tôi sẽ đến đó ngay ngay lúc này anh quay phim vội chạy đi ném cái máy quay cho lâm tân vì đứng gần đó anh quay phim vừa chạy vừa nói lớn vào điện thoại không phải anh đang nói chuyện với một người đàn ông em hãy ở yên đó anh sẽ đến ngay cho anh một phút và đừng cúp máy ngang lâm tân ôm máy quay phim trong tay với khuôn mặt hoang mang chuyện gì vậy trời Lúc này loa trường vang lên, cuộc thi điền kinh cự ly 100m sắp bắt đầu, đề nghị các thí sinh hãy đến đường chạy của mình đã được sắp xếp từ trước. Lâm Tân cầm máy quay phim trong tay, có vẻ như anh quay phim đang bận chuyện gì đó, mình sẽ làm người tốt và giúp anh ta một lần mới được. Nhân tiện, mình sẽ chụp lại một bức ảnh thật đẹp trai cho Ngô Trí, để cậu ấy làm kỷ niệm trong lần chạy này. Lâm Tân cầm máy quay phim đến chụp Ngô Trí. Ngô Trí, nhìn sang trái, nhìn sang trái nào, Ngô Trí bê gì chọc cho tức giận cút hộ bố mày cái, lúc này một nam sinh tiến lên, xin chào nhé, người quay phim ở đằng kia. Nam sinh này chỉ tay về phía bàng trí, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi yêu cầu anh chụp ảnh cho người bạn thân của tôi chứ, anh không biết ai mới là nhân vật chính ở đây sao. Cô gái fan của bành trí đang nhờ anh ta ký lên áo cũng lên tiếng đồng tình với lời nói của nam sinh kia, đúng rồi đó. Còn không mau chụp cho anh bành hàn đi, hãy chụp cho anh hàn một bức ảnh thật đẹp trai cùng tôi hãy cho anh ấy một cái cận thật perfect đó là những gì mà anh cần phải làm đó anh quay phim lúc này mấy cô gái ở sau lên tiếng hãy tự chụp ảnh bằng điện thoại di động của chúng ta sẽ tốt hơn lâm tân lúc này giả ngu sao cơ các bạn đến cả điện thoại cũng không có luôn à nam sinh đó nghe đến đây tức giận muốn sắn áo lên đấm cho anh vài phát thằng chó này nhưng đột nhiên bành hàn níu kéo hắn ta lại đừng quan tâm đến những thứ không đáng trong phần thi chạy cứ bỏ anh ta vài cây số là được rồi chúng ta cần tập trung vào những thứ thật sự quan trọng đi Bành Hàn đánh mắt nhìn sang đám nữ sinh, đã có thể ba bạn nữ hâm mộ mới, nhìn dáng người cũng khá ổn áp đấy, chúng ta có thể ra ngoài xả stress vào tối nay rồi. Bành Hàn thầm mừng tượng ra cảnh trong đầu, thật trùng hợp là vừa khớp với ba người chúng ta, và điều quan trọng hơn là, bọn họ đều đã có bạn trai rồi, alo anh yêu, tối nay anh không cần phải đón em đâu, ồ, đúng là một câu trả lời thật thú vị. Loa trường thông báo, tất cả các thí sinh đã có mặt tại đường chạy tương ứng, vậy nên cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, sẵn sàng chạy. Bành Hàn nhanh chóng chạy lên trước. Đám người hâm mộ hô lớn cổ vũ, Bành Hàn thật nhanh quá, còn đẹp trai nữa, chết tôi mất thôi, cơ đùi thật săn chắc, chắc chắn sinh lý sẽ rất cao, tôi không thể chịu nổi nữa đâu. Bành Hàn vừa chạy vừa cực kỳ tự tin, mình đang ở trong tình trạng sức khỏe cực tốt và mình cảm thấy có thể chạy trong 10,2 giây, chờ đợi kỷ lục mới và sự đẹp trai của tôi đi. Khi khuôn mặt của tôi xuất hiện trên màn hình lớn, tôi sẽ có thể thu hoạch thêm vô số người hâm mộ mới nữa cho xem lâm tân chạy bên cạnh quay phim không ngừng hô lớn cố lên nào bành hàn nghe đến đây hoang mang quay đầu lâm tân vậy mà còn chạy còn nhanh hơn bành hàn cố gắng hết sức nào ngô trí bành hàn hoang mang sau đó nhìn lại đám người sau lưng cái gì thế này mình nhớ là đã bỏ rất xa con rùa rụt cổ đó rồi mà không thể nào tên quay phim ngáo đá đó lại có thể bắt kịp tốc độ của mình luôn sao ok video hôm nay đến đây là kết thúc nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.